Chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đến với bản tin giá sầu riêng và giá mít Indo ruột đỏ. Chúc cô chú, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu cô chú, các anh chị và các bạn là người mới đến với bản tin giá sầu riêng hôm nay, nhớ để lại một lượt đăng ký, một lượt like để cô chú, các anh chị và các bạn không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Giá sầu riêng hôm nay phát hành video mới. Đây là bản cập nhật giá sầu riêng và giá mít Indo ruột đỏ buổi chiều ngày hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 6 năm 2024 ở khu vực miền Tây Nam Bộ, khu vực miền Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên. Giá cả thực tế theo từng thị trường. Tùy thị trường và điều kiện cụ thể trong từng khu vực sẽ có những yếu tố khác nhau gây ảnh hưởng đến giá sầu riêng khác nhau ở từng khu vực. Giá sầu riêng tại vườn sẽ thấp hơn 3-5 ngàn đồng so với giá cập nhật tại vựa, tùy theo thương lái mua theo hình thức nào, mua xô hay mua lựa. Ở thời điểm này, sầu riêng đã đến vụ thu hoạch nên lượng sầu riêng dồi dào đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Vì vậy, giá sầu riêng có thể biến động lên xuống tăng theo từng thị trường, từng khu vực và từng ngày. Với thị trường Trung Quốc, trong những tháng đầu năm đã chi ra khoảng 1 tỷ USD để nhập sầu riêng, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chính là do nguồn cung từ Thái Lan sụt giảm mạnh vì nắng nóng, nhưng bù lại nguồn cung từ Việt Nam tăng mạnh. Theo tờ báo South China, đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt hồi tháng 4 và những ngày đầu tháng 5 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng quả sầu riêng, khiến phần lớn không đủ chuẩn để nhập khẩu vào Trung Quốc. Điều này khiến kim ngạch xuất khẩu của sầu riêng Thái Lan nhập vào Trung Quốc giảm đến 49% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, Thái Lan là nguồn cung sầu riêng lớn nhất, chiếm thị phần 66%. Ngược lại, trong những tháng đầu năm, nguồn cung sầu riêng từ Việt Nam vào Trung Quốc tăng 82% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, từ tháng 4, do sầu riêng Việt Nam và Thái Lan vào chính vụ thu hoạch nên nguồn cung đã tăng trở lại. Trong những tháng qua, giá sầu riêng Việt Nam bán vào thị trường Trung Quốc 4,22 USD trên 1 ký, thấp hơn 1,16 USD so với sản phẩm của Thái Lan. Điều này đã giúp sầu riêng Việt Nam nhanh chóng mở rộng thị phần. Nhiều người Trung Quốc được dùng sầu riêng và dùng thường xuyên hơn. Theo các chuyên gia về sầu riêng của Thái Lan giải thích, giá sầu riêng Việt Nam rẻ vì chi phí sản xuất thấp hơn, vận chuyển thuận lợi. Có thể trong 5 năm tới, thị phần sầu riêng của Thái Lan ở Trung Quốc chỉ còn 53% so với mức 66%. Hiện nay, vì sự vươn lên mạnh mẽ của sầu riêng Việt Nam. Đây là bản cập nhật giá sầu riêng buổi chiều ngày hôm nay có giá như sau. Sầu riêng Thái ở khu vực miền Tây lợi nhất có giá 94-96 ngàn đồng một ký, lợi nhì có giá 74-76 ngàn đồng một ký. Sầu riêng Thái ở khu vực miền Tây loại 3 có giá 45-47 ngàn đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá sầu riêng Ri 6 ở khu vực miền Tây có giá như sau. Loại nhất có giá 63-65 ngàn đồng một ký, loại nhì có giá 48 ngàn đồng một ký. Sầu riêng Ri 6 loại 3 ở khu vực miền Tây có giá 38 ngàn đồng một ký. Tình hình giá sầu riêng Thái ở khu vực miền Đông có giá như sau. Loại nhất có giá 93-96 ngàn đồng một ký, loại nhì có giá 74-76 ngàn đồng một ký. Sầu riêng Thái ở khu vực miền Đông loại 3 có giá 45 ngàn đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá sầu riêng Ri 6 ở khu vực miền Đông có giá như sau. Loại nhất có giá 63-65 ngàn đồng một ký, loại 2 có giá 48-50 ngàn đồng một ký. Sầu riêng Ri 6 ở khu vực miền Đông loại 3 có giá 38-40 ngàn đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá sầu riêng Thái ở khu vực Tây Nguyên như sau. Loại nhất có giá 90-92 ngàn đồng một ký, loại nhì có giá 72 ngàn đồng một ký. Sầu riêng Thái ở khu vực Tây Nguyên loại 3 có giá 45 ngàn đồng một ký. Còn giá sầu riêng Ri 6 ở khu vực Tây Nguyên có giá như sau. Loại nhất có giá 61-63 ngàn đồng một ký, loại nhì có giá 50 ngàn đồng một ký. Sầu riêng Ri 6 ở khu vực Tây Nguyên loại 3 có giá 35 ngàn đồng một ký. Đây là giá tại vựa. Tiếp theo là tình hình giá mít Indo ruột đỏ. Mít Indo ruột đỏ là loại cây dễ trồng, từ lúc trồng đến khi thu hoạch khoảng 18 tháng, nhanh hơn so với một số loại cây ăn trái khác. Tuy nhiên, mít Indo ruột đỏ để thu hoạch được bền cây tốt, đặc biệt là loại mít cho trái to có thể cho trái quanh năm, nên thu hoạch đều đặn để cây mít cho trái to, tròn, đẹp
ngoài đầu tư chăm sóc, còn tích cực tỉa cành, tỉa trái để cây đạt yêu cầu và hiệu quả. Loại cây này cần nhiều nước tưới nhưng không chịu được ngập úng, nhất là khi ra trái, và việc phòng trừ sâu bệnh cũng dễ hơn. Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhân Ninh cho biết, mít ruột đỏ du nhập vào Việt Nam khoảng vài năm trở lại đây, được nông dân các tỉnh miền Tây trồng và thu hút người tiêu dùng bởi có màu cam đậm và bắt mắt. Muối mít dày, càng để lâu mít càng đỏ và ngọt. Muối mít cũng mềm hơn, ít sơ, giòn, vị ngọt đậm và thơm. Mô hình trồng mít ruột đỏ đang được người dân rất ưa chuộng, nhất là ở vùng miền Tây. Cách phân loại mít Indo ruột đỏ như sau: loại nhất 9 kg trở lên, mít loại nhì từ 7 đến 9 kg, mít Indo ruột đỏ loại 3 từ 5 đến 7 kg. Những loại khác là mít chợ sơ yếu nứt. Muốn trái mít to đẹp tròn, cô chú anh chị lưu ý để mít đúng thời điểm, bao mít đúng kỹ thuật, để trái đúng thời tiết. Sau đây là bản cập nhật giá mít Indo ruột đỏ buổi chiều ngày hôm nay có giá như sau. Mít Indo ruột đỏ loại nhất 9 kg trở lên có giá 30 đến 31 ngàn đồng một ký. Loại nhì 7 đến 9 kg có giá 20 đến 21 ngàn đồng một ký. Mít Indo ruột đỏ loại 3 5 đến 7 kg có giá 10 đến 11 ngàn đồng một ký. Mít sơ yếu nứt có giá 2 ngàn đồng một ký. Trên là tình hình giá mít Indo ruột đỏ ở khu vực miền Tây. Khu vực miền Đông và khu vực Tây Nguyên giá luôn thấp hơn so với khu vực miền Tây 3 đến 5 ngàn đồng một ký, bởi tình hình vận chuyển xa, cũng như khu vực Tây Nguyên không có những vựa lớn tập trung ở đây. Xin nhắc lại, giá mít Indo ruột đỏ loại nhất 9 kg trở lên có giá 30 đến 31 ngàn đồng một ký. Mít loại nhì 7 đến 9 kg có giá 20 đến 21 ngàn đồng một ký. Mít Indo ruột đỏ loại 3 5 đến 7 kg có giá 10 đến 11 ngàn đồng một ký. Loại mít chợ sơ yếu nứt có giá 2 ngàn đồng một ký. Đây là giá mà thương lái thu mua tại vườn của cô chú anh chị và các bạn. Khu vực Tây Nguyên muốn cân bằng về giá, cô chú anh chị tập trung vào da, dáng, chất lượng mít để được trái mít to, tròn, chất lượng ngon hơn, giá cả sẽ cao hơn. Mít loại nhất, loại nhì giá sẽ cao hơn so với mít loại 3 hay mít chợ. Cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết bản tin dự báo giá sầu riêng và giá mít Indo ruột đỏ hôm nay. Thân ái xin chào. Hẹn gặp lại cô chú, các anh chị và các bạn ở video sau.